Không cần đâu, chỉ cần thế là được rồi. Thanh niên nghiêm túc. Vâng, xin chào các bạn khán giả của Đột Kích. Tôi đang đứng cạnh hai thành viên của Freedom, đó là bạn Kiên và bạn Quý Bột. Như các bạn vừa xem live streaming trực tiếp thì tưởng chừng như là Aced sẽ gây ra bất ngờ và suýt nữa thì họ đã chiến thắng Freedom, nhưng với bản lĩnh của mình thì Freedom đã giành được chiến thắng cho mình. Sau đây là câu hỏi dành cho bạn Kiên. Thì bạn khi mà thi đấu với cả Aced trong những cái khoảnh khắc mà nó căng thẳng như thế thì với điều gì mà khiến cho bạn có thể là cùng với team là tạo nên chiến thắng, giành chiến thắng sau cùng? Vâng, xin chào các bạn. Vâng, bọn em thì thứ nhất là đi vào đây thi đấu thì có rất nhiều cái bất lợi. Thứ nhất là sân khách, gọi là đất khách quê người. Nhưng mà bọn em vẫn cố gắng hết sức mình, thua cái map đầu tiên thì bọn em cũng hơi lo lắng. Nhưng mà thôi thì mình cũng phải bảo đồng đội là cố gắng lên và cố gắng hết sức mình trong cái map 2 và map 3 mình làm được mà. Thế nên là bọn em cũng, em chỉ biết động viên và cố gắng hết sức để lật ngược dòng thành công. Cảm ơn bạn. Thế còn bạn Quý ạ, được biết là trước kia bạn đã từng là thành viên của Aced và bây giờ thì bạn lại là thành viên của Freedom. Gặp lại những người đồng đội cũ nhưng mà lại là ở phía ngược lại, tức là phía đối phương. Thì bạn có cảm xúc gì và khi mà thi đấu như thế thì bạn có cảm thấy chùn tay không? Nói thật là trận đầu tiên thì em có hơi e ngại về đối thủ trước em ở team. Nên là map đầu tiên là đội em không có khí thế lắm. Nhưng mà sang hai map sau thì em bắt đầu quen cái nhịp độ của đối nghịch với cả đội trước em ở team 25. Nên là em bắn hết mình thôi, không suy nghĩ gì. Em vẫn coi Aced như các anh của em. Vâng, quả thật là nếu mà xem xét diễn biến của trận đấu thì thấy bạn có những pha xử lý rất hay và khán giả xem thì đều rất là trầm trồ khen ngợi. Liệu có phải là cái việc mà quen thuộc với các thành viên, quen thuộc với chiến thuật của Aced đã khiến cho bạn có những cái pha xử lý tốt và bắn hay như vậy không? Cũng một phần ạ. Vào đội này thì có cái di chuyển vị trí nó khác không như là ấy, chứ bây giờ đội Aced thay 2 trên 5 thành viên thì nó sẽ khác hơn là đợt trước. Và em thấy Aced đợt này mạnh hơn đợt trước. Vâng, cảm ơn chia sẻ của hai bạn. Vâng, và tiếp tục xin mời các bạn tiếp tục theo dõi giải đấu chung kết Liên Minh Tour diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh trên hệ thống live streaming của Đột Kích. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.